Biết thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp ngày Yamada Takio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoàng Trung. Chào mừng ngày Yamada Takio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng đoàn đến chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng đây là một chuyến thăm ý nghĩa trong bối cảnh phía Nhật vừa nâng cấp văn phòng đại sứ thành tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. Đây chính là minh chứng cho sự quan tâm của Nhật Bản đối với thành phố Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng các hoạt động đối ngoại giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nhật Bản sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa với tổng số vốn đầu tư lên tới 950 triệu đô la Mỹ. Nhật Bản hiện đứng đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy mong muốn thời gian tới, ngài đại sứ sẽ tiếp tục vai trò cầu nối để ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp Nhật chọn Đà Nẵng là điểm đến đầu tư. Ngài Yamada Takio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định, thành phố Đà Nẵng là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với Nhật Bản. Đây cũng là địa điểm du lịch yêu thích của khách Nhật. Hiện có rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào Đà Nẵng sau dịch bệnh Covid-19. Ngài đại sứ mong muốn thời gian tới, mối quan hệ giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nhật Bản sẽ phát triển hơn nữa, hướng đến năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản sẽ có nhiều sự kiện giao lưu văn hóa được tổ chức tại Đà Nẵng.